Thì từ ngày lễ 2 tháng 11 giáo hội lập từ thời nhà cô bắt đầu tổ viên tổ viên vị tuyên trưởng ra xác định yêu cầu giáo hội ở địa phương ấy đang kỳ cầu nguyện cho các đại sự nhà mình để nhớ những người đã qua đời có thói quen năng cầu nguyện cho những người tín hữu anh chị em của mình đã qua đời mà ý thức thân phận bỗng nhờ hay chết và tan rã của con người chúng ta mà tin tưởng mạnh mẽ hơn vào Thiên Chúa có một đấng Thiên Chúa có hiệu năng hằng hữu trường tồn. Trong khi tất cả những gì đang có đều có một ngày phải tan rửa, trong đó có sự sống cao nhất là con người với thân xác này không thể tồn tại mãi mãi, có sinh ra đời rồi cũng có một ngày phải chết. Phải chăng tồn tại để rồi chết? Có phải hiện hữu để chết hay không? Nếu tất cả những gì văn tan và tiến tan không tồn tại trên vũ trụ, vậy thì có chi tồn tại trên vũ trụ? Chính từ đó người ta về đi đến niềm tin có một đấng toàn năng trường tồn, nghĩa là tồn tại mãi mãi vô hình nhưng thực, có thực và nền tảng sáng tạo nên tất cả mọi sự vật, đó là Thiên Chúa Trời. Các riêng những người Kitô hữu ngủ thì tin đến ấy chính là Cha của chúng ta, Cha của Đức Giêsu Kitô đến chúng ta tin. Ngài là con một Thiên Chúa là người đã sinh ra đời này, chịu thân phận mỏng dòm này cho nên Ngài cũng đã chết. Nhưng Ngài đã phục sinh. Vậy thì đối với những người tín hữu, đối với những người Kitô tô giáo, nhìn cái chết của mình, cái chết của những người thân chị em tín hữu không phải là một dấu chấm hết, nhưng là một cửa ngõ bước vào sự sống muôn đời. Cho nên chết không làm cho chúng ta đau khổ tột cùng, cho dù chúng ta có phải chia lìa với người thân yêu nào đó đang qua đời, nhưng cái chết làm cho chúng ta niềm hy vọng của chúng ta được nhen nhóm lên vì người thân yêu ấy của chúng ta đang hạnh phúc bước vào cõi sống bất diệt trong tình yêu thương của Cha trên trời, của Đức Giêsu Kitô, của Thánh Thần Thánh Thiên. Đó là cái niềm của người tín đồ. Cho nên cái ngày hôm nay trong giao mùa chúng ta tưởng nhớ đến các tín đồ, các những người thân yêu trong gia đình, anh chị em và tổ chức, những người thân nhân bên cạnh và trong tâm trầm lắng tin tưởng nhưng bình an và tràn đầy hy vọng. Tại sao hy vọng? Bởi vì người đã qua đời đang
còn được thánh luyện, đang còn được tình yêu Thiên Chúa thánh luyện để được hưởng trọn vẹn hạnh phúc tình yêu ấy trong linh thiên đàng. Các ngài hạnh phúc hơn chúng ta vì chắc chắn một ngày nào sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, còn chúng ta thì không. Chúng ta vẫn còn đang đi lưỡng hành trong cõi đời này, vẫn có khả năng phải chết một ngày nào nó chia liệt chúng ta ở đợt đoạn năm là tình yêu hạ bị kết thành đời đời, ta gọi là phẩm một. Còn những anh chị em tín hữu sống tin vào Thiên Chúa gọi, tin vào Chúa Giêsu Kitô đấng mà Thiên Chúa toàn năng là Cha chúng ta sai đến trần gian, tin là sống theo những lời Chúa Giêsu đã dạy, thì chúng ta vẫn còn hy vọng. Chỉ có điều là những anh chị em đã qua đời, những tín đồ ấy là trong luyện ngục đang được thánh luyện, họ chắc chắn một ngày sẽ được hưởng hạnh phúc thì đấy, còn chúng ta thì không. Bởi thế trong hồn nhiệm hội thánh thóc công các vị ở trên đất thiên đàng mà hội thánh mừng lễ ngày hôm qua đã cầu nguyện cho chúng ta những người đang lưỡng hành trần thế trong giáo hội hiệp hành. Còn chúng ta giáo hội hiệp đang lưỡng hành trần thế thì được mời gọi các cầu nguyện cho giáo hội đau khổ, tức là những anh chị em đang được thánh luyện trong luyện ngục chờ ngày được hưởng hạnh phúc vinh quang. Còn những anh chị em trong luyện ngục thì trong mầu nhiệm hiệp thông mong đợi lời cầu nguyện những hy sinh của chúng ta, vì họ rất cần đến những lời cầu nguyện, những hy sinh, những xin lễ cầu nguyện cho họ, và họ cũng có thể cầu nguyện cho chúng ta nữa. Không chỉ các thánh trên thiên đàng cầu nguyện cho chúng ta, vì chỉ các linh hồn đã qua đời trong niềm tin, họ chắc chắn một ngày được hưởng hạnh phúc. Còn chúng ta điều chủ yếu là tin, đang đi như rồi một ngày sẽ dừng chân, không có đi mãi trong con đường này nữa. Thật là cảm thấy khó chịu nếu mà cứ phải sống ngàn tuổi trong cái cuộc đời này, khi mà thân xác chúng ta đã yếu, đã hèn, đã dòi, đã móng, đã nằm liệt, đau đớn bệnh tật. Anh chị cũng muốn sống ngàn tuổi như vậy trong cuộc đời này không? Bởi vì vật chất trong thời gian là biến diệt, là vô thường, không có thường hằng. Cái hữu hình thì lại dễ tan rã, đấng vô hình thì tồn tại mãi mãi. Thì khác của người không tin và người tin tưởng là ở chỗ thường xuyên cầu nguyện, nghĩa là hướng lòng lên đấng Thiên Chúa toàn năng vô hình. Và những người, những con người đã được Chúa tạo dựng nên trong hình ảnh của người này, để mà chúng ta ý thức được mình mỏng giòn, để ý thức rằng cái chết của mình một ngày nào không phải là do chẳng thế, nhưng là từ ngõ bước vào sự sống muôn đời trong tình yêu thương của Chúa và trong con tay của những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta. Nhưng anh chị em, tôi
sự tin. Đại đa số những người khi còn nhỏ, khi còn trẻ cứ nghĩ rằng và tưởng rằng và sống như là mình nghĩ đó là thiên đàng là ở đây, như thế ta sống ngoài ở đây, cho nên ta làm mọi sự, ta chiến đấu, ta chiếm hữu để mà được ở mãi mãi ở đây đời này. Nhưng kỳ thực càng lớn càng già càng gần với cái chết, nhất là khi ta tránh cái thường xuyên cái chết của người, những người thân yêu và bạn đồng, ta mới thấy mình thân phận mỏng dầu và đặt vấn đề về niềm tin nhiều. Một anh thân yêu đang tuổi phơi phới thành công sự nghiệp, tốt nghiệp đại học, hỷ sinh tiên học, đồng một ngày đi nghĩa vụ quân sự, ngày ngày chiến đấu với tập đoàn, một ngày chứng kiến 8 cái xác của đồng đội nằm đó, mặt tím tái của những cái xác anh em, trên đầu có bát hương, trên ngực có nải chú chương, cả đại đội chết lặng vì ngày hôm qua đang đi rừng một phát súng từ trong sâu thẳm rừng bắn trên thân tài xế đang lái xe của Mỹ, trong đó có 8 chiến sĩ lật chết tại chỗ. Chính cái chết đó là người thân yêu ấy đi về trong niềm vui giải ngộ phục viên và trở lại với công việc đang tương lai quay tới, nhưng rồi một cái bỏ tất cả để đi vào chuẩn bị làm nên một, vì thấy không có chi tồn tại mãi mãi, hạnh phúc nó không nằm ở trong cây vinh quang tạm thời bao quanh siêu vọng của cuộc đời, mà gần hơn với đến toàn cảnh cửa ngõ của chúng viên và con người đến một đang rao giảng đến toàn đại trí hấp dẫn chúng ta, và anh ta đã trở thành linh mục và ngày ngày cũng vẫn tiếp tục chiến đấu ý thức cái thân phận mỏng dầu và gần gũi với đến toàn cảnh. Và Đức Giêsu Kitô con một người tin tưởng vào sự phục sinh của những người đã tin và đã được giao phó cho Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ được sống đời đời với người. Cho nên cái chết của chúng ta không còn đau đớn mà là cửa ngõ dẫn vào hạnh phúc. Cái chết là điểm hẹn của tất cả những ai tin Chúa Giêsu Kitô và sống như người dạy, thì được trở thành một chiếc cầu để bước vào hạnh phúc vinh quang. Tin hay không tin, đó